Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS vừa công bố tỉnh Hưng Yên xếp ở vị trí thứ 14, nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành nền kinh tế tốt. Như vậy là trong 2 năm liên tiếp, Hưng Yên có sự nhảy vọt tới 39 bậc để thoát khỏi nhóm cuối bảng sau nhiều năm và vươn lên nhóm có chất lượng điều hành nền kinh tế tốt. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Hưng Yên có sự bứt phá ngoạn mục như vậy trên đường đua chỉ số PCI? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Hưng Yên bứt phá chỉ số PCI. Trước khi đến với những con số ấn tượng của PCI Hưng Yên 2 năm vừa qua, mời quý vị và các bạn ngược thời gian trở lại thời điểm 10 năm trước. Năm 2013, chỉ số PCI của Hưng Yên sau nhiều năm ở nhóm khá bất ngờ rơi tự do từ vị trí thứ 28 xuống vị trí thứ 53. Từ đó, 8 năm liên tiếp, chỉ số PCI của Hưng Yên trồi sụt ở cuối bảng xếp hạng, không vượt quá hạng 50. Thường xuyên đứng cuối trong 11 tỉnh thành, vùng đồng bằng sông Hồng. Cho dù tỉnh đã có những nỗ lực, quyết tâm cao để cải thiện vấn đề này. Tuy nhiên, đến năm 2020, PCI của Hưng Yên vẫn lận đận ở thứ hạng 53. Điều này không tương xứng với địa phương đã tự cân đối được ngân sách và có nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội thường xuyên nằm trong top 15 của cả nước. Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, một trong ba khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 xác định là tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghệ cao, hiện đại, đóng góp tích cực cho tăng trưởng vào ngân sách nhà nước. Mục tiêu là đưa Hưng Yên bứt phá, sớm trở thành tỉnh công nghiệp. Vì vậy, việc cải thiện năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn là yêu cầu hết sức cấp thiết. Giữa năm 2021, Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành kết luận số 223 và Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định 2136 về đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đặt mục tiêu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần, mỗi năm tăng từ 2 tới 5 bậc xếp hạng PCI. Phấn đấu đến năm 2023 lọt vào top 45, đến năm 2025 vào top 40 cả nước, thuộc nhóm tiệm cận ở mức khá. Việc tăng điểm từng chỉ số thành phần cũng được giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành, địa phương với chỉ tiêu thời hạn cụ thể. Quyết liệt thực hiện đề án này, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 12 nhằm cải thiện chất lượng thực thi công vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Cuối năm 2021, giữa bối cảnh vẫn phải chống dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị làm việc với VCCI nhằm nhận diện rõ những điểm mạnh, điểm yếu, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm để đưa chỉ số PCI của Hưng Yên bứt phá. Những vấn đề mà Hưng Yên cần phải nỗ lực hơn trong thời gian tới, chẳng như tiếp cận đất đai, hiện nay theo đánh giá là vẫn còn rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề về thủ tục hành chính về đất đai, vấn đề về chi phí không chính thức, vấn đề về cạnh tranh bình đẳng, vấn đề về tính minh bạch, nâng cao hơn nữa cái tính minh bạch của môi trường kinh doanh. Đấy những lĩnh vực mà các doanh nghiệp cũng kỳ vọng rằng là sẽ có sự chuyển động mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2025, thứ hạng chỉ số PCI lọt vào top 40 của cả nước, tiệm cận ở nhóm khá. Tuy nhiên, ngay sau khi đề án nâng cao chỉ số PCI được triển khai với sự quyết liệt, quyết tâm cao độ, chúng ta nhanh chóng đạt mục tiêu này trong năm 2021 và năm 2022 tiếp tục vượt sâu mục tiêu với việc vươn lên top 15 vào nhóm có chất lượng tốt. Năm 2021, chỉ số PCI của Hưng Yên tăng tới 14 bậc, từ hạng 53 lên hạng 39, thuộc nhóm trung bình của cả nước. Đây là tín hiệu cho thấy chất lượng điều hành nền kinh tế của tỉnh bắt đầu có sự khởi sắc mạnh mẽ. Chúng ta sớm đạt mục tiêu lọt vào top 40 và tiệm cận ở nhóm khá. Ngày 11 tháng 4 vừa qua, bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2022 được công bố. Hưng Yên tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ với việc tăng 4 điểm, tăng 25 bậc, vươn lên hạng 14, lọt vào nhóm có chất lượng điều hành nền kinh tế tốt của cả nước. Xin chúc mừng Hưng Yên đã có một cái sự tiến bộ vượt bậc về cái năng lực cạnh tranh và cái chỉ số PCI. Điều này cho thấy là từ một cái đơn vị đang nằm ở cái khoảng giữa nửa cuối của bảng xếp hạng đã vọt lên vào cái top 15 của bảng xếp hạng. Đây là một cái sự tiến bộ vượt bậc. Điều đó cho thấy là cộng đồng doanh nghiệp đã ngày càng tin tưởng và
tín nhiệm hơn về cái môi trường kinh doanh tại Hưng Yên. Tôi chúc cho Hưng Yên thành công và không chỉ có sự đột phá về chỉ số PCI mà từ PCI chuyển đổi thành đột phá về phát triển kinh tế, sự thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân. Đây cũng là năm Hưng Yên có điểm số cũng như thứ hạng cao nhất kể từ trước đến nay. Trong đó có 4 chỉ số thành phần tăng điểm và 5 chỉ số tăng bậc. Biên độ tăng điểm, tăng bậc của các chỉ số thành phần cũng rất cao. Có 2 chỉ số tăng hơn 1 điểm, 5 chỉ số tăng từ 12 đến 40 bậc. Trong đó có 3 chỉ số thành phần lọt vào top 10 cả nước là chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ 5, chỉ số kinh phí không chính thức xếp thứ 7, chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự xếp thứ 10. Trong khi Hưng Yên bứt phá mạnh mẽ để vào nhóm top thì nhìn sang một số địa phương như Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam lại không được xếp hạng do không lọt vào top 30. Kết quả như hiện nay thì đó là sự phấn đấu không ngừng và quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị để làm sao chính quyền các cấp được song hành với lại các doanh nghiệp, tháo gỡ tất cả những khó khăn của doanh nghiệp để tạo ra một cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận nhất cho các doanh nghiệp. Như phần đầu chúng tôi đã phần nào đề cập qua ý kiến của ông Đậu Anh Tuấn, giám đốc dự án PCI, một trong những điểm khiến cho cuộc đua chỉ số PCI của Hưng Yên từ năm 2013 đến năm 2020 chưa bứt phá được khỏi nhóm cuối là do chỉ số tiếp cận đất đai còn nhiều hạn chế. Nhưng một khi trên dưới đồng lòng, dọc ngang, thông suốt, điểm nghẽn này đã được tháo gỡ, góp phần giúp PCI của Hưng Yên nhảy vọt cũng như tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, rộng 75 ha ở huyện Kim Động, với tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 900 tỷ đồng, vừa được khởi công hơn một tháng nay. Đây được đánh giá là cụm công nghiệp dẫn đầu trong công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng của tỉnh Hưng Yên. Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất thì được công khai rất là rõ ràng. Về thủ tục hành chính của các sở ngành thì cũng được hỗ trợ cho các nhà đầu tư rất là nhiều. Ví dụ như đối với cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân thì chỉ trong có hơn 2 tuần thì đã được Sở Tài nguyên thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao đất. Sở Xây dựng thì trong hơn một tuần đã thực hiện hoàn thành thủ tục cấp phép để cho nhà đầu tư triển khai thi công tại hiện trường. Tạo thuận lợi tiếp cận đất đai chính là tạo niềm tin cũng như giúp nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Hai năm liên tiếp vừa qua, chỉ số thành phần tiếp cận đất đai trong bộ chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên đều tăng điểm, tăng hạng. Riêng năm 2022 tăng 0,69 điểm, tăng tới 36 bậc, vươn lên xếp thứ 5 cả nước. Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai để đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tháo nút thắt về giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai cho doanh nghiệp. Trong đó, phải kể đến chỉ thị số 15 của tỉnh ủy và đề án về đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng ban hành tại quyết định 3022 của Ủy ban nhân dân tỉnh cuối năm 2021. Đề án xác định rõ phải rút ngắn các thủ tục về đất đai để nâng cao điểm số và thứ hạng chỉ số tiếp cận đất đai. Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh do đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban để chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các công trình dự án quan trọng. Nhờ đó, riêng năm 2022, toàn tỉnh giải phóng mặt bằng được con số kỷ lục gần 1.000 ha đất khu công nghiệp. Thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai cũng được rút ngắn đáng kể. Qua đó, hàng loạt dự án quan trọng như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, cụm công nghiệp Minh Khai đã nhanh chóng được khởi công. Quy hoạch sử dụng đất được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như niêm yết tại trụ sở Ủy ban dân cấp huyện, làm cơ sở cho việc thu hồi đất, giao đất được minh bạch. Kế hoạch sử dụng đất thì cũng được công khai sau khi mà được Ủy ban tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Về tiếp nhận hồ sơ đất đai sau khi giải phóng mặt bằng xong thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để giao đất cho nhà đầu tư. Thì cái thời gian thực hiện đến nay đã rút ngắn 50%. Trước đây là cái khó khăn nhất đó là các doanh nghiệp khi về đến tỉnh thì các cái thủ tục xong hết rồi. Nhưng đến giải phóng mặt bằng thì không thể giải phóng được. Chính vì vậy mà năm 2021, năm 2022, tỉnh đã ra nhiều các cái chủ trương chính sách để làm sao mà giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp tốt nhất. Yêu cầu chính quyền các cấp của địa phương tạo điều kiện tối đa để giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp. Tuy Hưng Yên đã có bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng PCI 2 năm qua, đạt các mục tiêu tổng thể đặt ra, nhưng sự tăng trưởng của 10 chỉ số thành phần chưa đồng đều. Năm 2022 vẫn còn 6 chỉ số giảm điểm và 5 chỉ số giảm bậc. Tuy nhiên, sự suy giảm này ở biên độ nhỏ
nên tổng thể Hưng Yên vẫn có sự tăng điểm, tăng bậc mạnh mẽ. Còn một số chỉ số vẫn xếp ở đáy bảng xếp hạng. Trong đó, chỉ số chi phí gia nhập thị trường và chỉ số tính minh bạch đều xếp thứ 57. Để tiếp tục mà nâng cao cái chỉ số cạnh tranh của tỉnh được tốt hơn nữa, thì năm 2023 này thì chính Ủy ban nhân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành sẽ tập trung vào các cái tiêu chí, ví dụ như là gia nhập thị trường để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cho các doanh nghiệp được khởi nghiệp ở tỉnh và đi vào hoạt động sản xuất một cách nhanh nhất. Cả hệ thống chính trị rồi tiếp tục vào cuộc tích cực và yêu cầu các cái chính quyền của các cấp mà phải tạo điều kiện tối đa, và quan trọng nhất đó là phải song hành cùng với doanh nghiệp để giải quyết các cái khó khăn